Li Auto L7 là mẫu xe SUV hạng sang sở hữu nội thất tiện nghi, công suất tối đa lên tới 440 mã lực, nhưng chỉ tiêu thụ 2 lít tư xăng cho 100 km. Giá niêm yết của Li Auto L7 phiên bản E là 1 tỷ lẻ 40 triệu. Phiên bản Pro có giá 1 tỷ 106 triệu. Cao nhất là phiên bản Max với giá 1 tỷ 236 triệu. Li Auto L7 là mẫu xe SUV hạng sang cỡ chung. Đây là sản phẩm thứ 3 của thương hiệu Li Xiang. Kích thước của L7 lần lượt là dài 5050mm, rộng 1995mm, cao 1750mm, chiều dài cơ sở 3005mm. Cả ba phiên bản của nó đều được trang bị bộ la răng đường kính 20 in. Phần đầu của Li Auto L7 với thiết kế tối giản. Nắp capo nổi bật với những đường gân dập nổi. Cụm đèn chiếu sáng ban ngày dạng xuyên thấu. Cụm đèn pha phía dưới khá vuông vắn. Cửa gió phía trước và cản trước màu đen bên hông, vòm hốc bánh xe nhô sang hai bên, tay nắm cửa dạng ẩn. Đuôi xe cũng tối giản như phần đầu. Những chi tiết nổi bật là cánh gió thể thao, cụm đèn hậu dạng xuyên thấu và cản sau màu đen. Giống như L8, khoang cabin của Li Auto L7 có nhiều màn hình. Đầu tiên là màn hình nhỏ tích hợp nơi vô lăng, màn hình hiển thị trên kính lái hắt, màn hình giải trí trung tâm và màn hình cho hàng khách phía trước đều có kích cỡ 15.7 in. Hàng ghế sau còn có thêm một màn hình cỡ lớn, Li Auto L7 cũng được trang bị hệ thống âm thanh 7.3.4, tích hợp công nghệ Dolby Atmos trên cả 3 phiên bản. Nó bao gồm 7 bộ loa xung quanh xe, 3 loa siêu trầm và 4 loa phía trên. Phiên bản E và Pro tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 8155, còn phiên bản Max có tới 2 chip Qualcomm Snapdragon 8155. Một đặc điểm nổi bật khác trong cabin của Li Auto L7 là ghế nữ hoàng. Cụ thể, hàng ghế sau điều chỉnh điện tử được bọc da Nappa gác chân chỉnh điện, tựa tay trung tâm sang trọng. Khi kích hoạt chế độ ghế queen, khoảng để chân có thể mở rộng lên tới 1160mm, góc tựa lưng có thể giảm xuống khoảng 40 độ. Trong xe có tới 26 ngăn đựng chìa khóa, điện thoại, túi sách và các vật dụng khác. Ngoài ra, Li L7 còn được trang bị tiêu chuẩn cửa sổ trời toàn cảnh có rèm che nắng chỉnh điện, kính chắn gió trước cách nhiệt hai lớp mạ bạc. Cùng với đó là hệ thống điều hòa khí hậu phía sau điều khiển độc lập, sưởi cho 5 chỗ, thông gió và mát xa thắt lưng cho bốn chỗ cùng nhiều tiện ích cao cấp khác. Hệ chuyển động plug-in hybrid PHEV bao gồm động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp và hai động cơ điện ở cầu trước và cầu sau. Cả hai sản sinh tổng công suất 440 mã lực. Hệ dẫn động 4 bánh. Mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp 2 lít tư cho 100 km. Bộ pin 42 kW có thể di chuyển quãng đường thuần điện lên tới 210 km. Khi đổ đầy bình xăng 65 lít kết hợp cùng động cơ điện phạm vi hoạt động lên tới 1.315 km. Khi sử dụng sạc nhanh, pin này chỉ mất 30 phút để sạc từ 20 đến 80%.